Hello tất cả các anh em trên nào, chào mừng tất cả các anh em đến với dòng huyền thoại Raramana, là dành ngày thứ 821 của mình nhé. Và hồi sáng này hồi tầm 4 giờ hay gì đó, mình không biết bao nhiêu giờ nữa, mà mình đã like một hit đầu tiên luôn, là nó ra 22 giờ. Không biết là nó sẽ ra được con lóc này không nha, mình sẽ đợi chờ thôi. Mình coi là nó nói là 22 giờ đó, nhưng mà để xem sao nha anh em. Nếu được á thì mình sẽ mừng thôi, vì mình đã có thời gian like 1 tháng rồi luôn. Cái này không có gì luôn, chỉ còn có một mảnh ghép cuối cùng ở đây mà nó không cho mình lấy được, mình chả hiểu nổi nữa. 2/3 rồi, còn mình nên nó thôi, nó không cho là không cho luôn đó anh em. À quên, food, collect food. Mình sẽ thu food nha. 7/7 lên đi. Bỏ luôn. Ancient Arena cũng được. Mình sẽ thu food. Hiện tại là mình đã được còn 183 phút nữa phải không? Giờ này là 7 giờ. Nửa tiếng. Mình sẽ dứt nửa tiếng thôi. Nửa tiếng nha anh em. Khách Richter. Đây, bây giờ mình đang đẩy cái mấy cái Richter là được 4.000 mấy rồi kìa, 4.500 mình chưa xài nữa. Mình sẽ làm xong cái này rồi mình sẽ xài luôn. Bây giờ mình sẽ thu gom hết. Witcher bye bye dữ nè. Hiện tại thì cái con rồng tần nó đã đi được khoảng tầm 2 ngày mấy rồi đó anh em. Chỉ còn có 4 ngày 19 giờ nữa thôi. Bởi vì mấy anh em nào mà chưa có rồng tần á thì hãy tranh thủ mà like đi nha. Rồng tháng thì cứ để sau. Khi chúng ta like được rồng tần rồi á, còn thời gian này giống như mình nè. Hiện tại là còn cũng như 4 giờ nữa là mình có thời gian là còn tới 4 ngày là mình sẽ like rồng tháng. Vậy đó nó sẽ đỡ. Và chúng ta còn tới mình coi lại coi. Còn tới 2 con rồng tuần nữa lận. Con lốc này xong thì chúng ta còn con Ranger và con Resen nữa, còn tới 2 tuần nữa lận anh em ơi, đừng có lo lắng về cái con rồng tháng quá mấy nha. Mình phải tranh thủ kiếm một tuần. Thì lấy đủ hết tuần rồi đó. Đủ đó kiếm một tháng sao cũng được. Tranh thủ like rồng tuần trước, còn dư thời gian sẽ like rồng tháng. Và may mắn ra like được rồng tháng thì giờ đó mấy anh em khỏi cần lo nữa. Chỉ lo tới tuần người like, có tuần là sẽ lấy được con Lenter thôi nha. Mình cũng mong là sau khi like được rồng tuần, like rồng tháng nó cũng sẽ mau chóng ra luôn. Vì mình đã like được mấy lần rồi nó không có ra, mình cũng đã đổi cặp like rồi nó cũng chưa ra luôn anh em ơi. Khổ quá. Không biết sao luôn. Tháng này mà không có rồng tháng nữa là rồi luôn, héo queo luôn. Witcher đây. Rồi bây giờ mình phải kiếm một con rồng level 1 để mình chờ nó ăn mới được. Level 1. Kiếm một con level 1 thôi. Mình nhớ mình có nhiều con level 1 lắm. Đi vào một nó nhỏ xíu à. Đây, có một em đi vào một.
Rồi cho tới level 8 này chiếm thêm một con level 1 nữa. Đây. Con Red Clover. Rồi lên tới level 7 quá. Rồi nha. Ok, food xong. Gold thì chỉ còn 36 nữa thôi. Win Battle thì còn 400, Thái Ghi Trơ 178 và Collect Food là 183 nha. Ok, ok. Bây giờ mình sẽ Win Battle. Trước khi Win Battle mình sẽ chiến Enchant Arena. Ok. 74 giúp luôn. Con gà của mình còn 3 lần ăn nữa mới lên level 74 anh em ạ. Mình mới cho nó một lần ăn rồi, 1 triệu 7. Có 1 triệu 7 mấy hơn 1 triệu 7 gì đó, tốt. 3 lần nữa là nó sẽ lên level 74 nha. Và nó đã gần lên được level 80 rồi. Mình mong sự kiện gà lần này mình sẽ không bị gãy nữa. Sau khi cho nó lên chắc mình sẽ cho một cái con có thể bóng tối lên. Mình đang tính cho con Rusty á anh em. Con mà hệ băng á. Con hệ băng nó có ánh sáng rồi mà mình đang thiếu ánh sáng nữa. Mình sẽ kiếm một con hệ bóng tối và có gió luôn, có gió thì một con gió nữa. Bóng tối gió lá cây nữa hay gì ta? Giúp đi. Đá vô sành hiện tại mình đã tích được 86k rồi cho anh em. 86k đá vô sành rồi đó. Dứt luôn. Ok, đã đủ 3 chặng rồi nha. Ba trên 5 luôn rồi, 69 hả? 69 đại xíu đi. Thôi lỡ dứt luôn đi. Thôi, già nhận cái đó. Cái lem cái đó. Chị tìm cậu báo đi. Ok. Ok luôn. Clam. Phải chi tiền của báo tiếp nữa hả? Dứt luôn. Rồi, no spin luôn. Mercury nè. Ai nè. Rarie. Claim luôn, food bỏ qua bên đây, chiến 2 máu vàng. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chỗ Ancient Arena lại lần nữa. Rồi mình sẽ dứt
69 hả mày? Thôi. Xăm chín không vậy? Xăm bảy dứt. Sáu mươi tám dứt luôn. Bốn trên năm còn trận cuối anh em, trận cuối nữa mình sẽ được 5/5. Bảy mươi dứt luôn, quá tuyệt. Hôm nay mình làm clip trễ nha, gần 8 giờ mà mình vẫn còn đang làm clip. Cái thường là giờ này là hôm qua là mình đã đăng rồi. Ngày hôm qua Việt Nam đá với Malaysia mình quá tiếc vậy. Không ngờ mà để cho qua lại Malaysia nó gỡ là được hòa hai điều anh em ơi. Coi ngày qua mình coi chán nha. Gỡ lại hòa hai điều là mình không muốn coi nữa, mình buồn luôn. Mình mong thứ bảy tuần này là sẽ chiến thắng vì chúng ta đá ở trên sân nhà, chiến thắng một cái là bảo tài liệt luôn, bảo cấp 100 luôn. 5/5. Ok rầu hết. Đây bây giờ mình sẽ kiếm một cái con hải bóng tối mới được anh em ơi. Bây giờ mình sẽ kiếm bóng tối, bóng tối gió và có thêm một cái gì đó nữa đi. Con nào min đi. Mình thấy con Rusty nè, nè cái con Rusty này im nè mà tự nhiên nó có thể ánh sáng vô rồi, ánh sáng vô nữa thì tụi mình sẽ tốn kém nữa. Hai hay là mình sẽ nâng con Imret ta. Imret mình sẽ nâng con nữ vương này mới được, chắc có thể mình sẽ nâng con nữ vương này nha. Ba mươi bảy, 71, 200, 108, 208, 94. Ok, chắc mình sẽ nâng con Impress này để coi nó level mấy. Ôi trời, nó mới có level 14 rồi cha mẹ ơi. Nâng nó lên nữa, tốn nữa, tốn một khoản rất là nghèo nàn nữa. Ủa luôn. Thôi từ từ đi, cho con ra lên được đi vào 80 đi rồi tính đi tính. Ok một trận đủ hai trận lên luôn.
tiếp tục chiến tiếp hai mẫu vàng nữa. Rồi hết mẫu vàng luôn rồi. Đậu phộng. Hết mẫu vàng thì mình thu vàng. Ok, xong hết. À, bây giờ còn hai tia sét vô, mình sẽ chiến cái nào mà mau thôi. Rồi mẹ vô đánh này đi. Đánh này một hit cho nó mau anh em. Mình còn mấy cái token chưa chiến luôn. Ok, chiến token cho xong luôn. Good. Good là good là good. Chibon. Melon. Dược. Hai trận nữa thôi là sẽ xong. Ok, xong hết luôn. Ủa, còn nhẫn cuối. À, hộ phòng mình tưởng nó hết rồi chứ. Ok, mình sẽ chọn lại gương số 1. Giờ mình ghét mình sẽ chọn số 1 hoài luôn. Trời ơi, con robot. Làm. Rầu hết rầu.
Rồi, tới đây thì bắt đầu mình sẽ chưa đã nhận cái này luôn ở đây. Cho 5 đứa luôn rồi. Go out. Rồi mình sẽ chiến cái sự kiện Cinnamon and I. Ok, mình đã đi tới level 4 rồi nha anh em. Kiếm chìa khóa đi cho nó mau coi. Dứt liền. Một chặng nữa. Ok, mở luôn. 6 2 Trời, chưa ra chìa khóa nữa. Khổ thiệt chứ. Ok. Rồi hết rồi. Chuẩn bị hết Witcher rồi anh em ơi. Rồi, mình đã hết Witcher rồi nha. Còn 2 gương nữa là sẽ qua được cái level 4 rồi. Hai giờ thiếu tùm lum hết trơn. Còn cái gì nữa không? Ok, rồi. Rồi như clip hôm nay đến đây đã kết thúc rồi anh em ơi. Mình đã làm sớm, tranh thủ làm lẹ luôn. Và chỉ vỏn vẹn là có 24 phút thôi nha anh em. Clip hôm nay chỉ có 24 phút thôi. Rồi, chúc mấy anh em có được buổi tối vui vẻ bên người thân, gia đình, bạn bè gì đó. Rồi, đừng quên xem video của mình và ấn like, share nha. Còn ai chưa đăng ký kênh của mình thì hãy cho mình một đăng ký đi nha anh em. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em với clip ngày mai. Là clip thứ 822 nha. Ok. Xong rồi. Bye bye, see you again.